Hôm 21 tháng 7, Phạm Thanh Thảo được ông xã Thác Tùng tới nhận xe hơi Chevrolet Corvette sau hơn một năm chờ đợi. Chiếc xe thuộc phiên bản giới hạn nên chồng tôi phải đặt hàng trước 15 tháng. Anh ấy đã tự yêu cầu bên hãng thiết kế nội thất nhưng rất chú ý tôi, nữ ca sĩ nói. Phạm Thanh Thảo khoe dáng bên chiếc xe mới. Chiếc Chevrolet Corvette Stingray Mui trần đời 2021 có giá bán lẻ tại Mỹ từ 95.000 .100 100.000 đô la Mỹ hơn 2 tỷ đồng, bao gồm nội thất. Phạm Thanh Thảo thích chiếc xe từ lâu, vì tốc độ, mẫu mã và màu sắc nổi bật. Năm 2010, cô từng chạy chiếc xe cùng hãng và thấy rất thích. Là phụ nữ nhưng tôi hay chạy xe thể thao vì tiếng thô nghe đã lắm, Phạm Thanh Thảo chia sẻ. Dòng xe của Phạm Thanh Thảo có bản màu phong phú gồm đỏ, đen, vàng, cam, trắng, xanh. Nữ ca sĩ chọn màu vàng để trông trẻ trung đã tính và dễ dàng phối cùng các trang phục khỏe khoắn khi đi giả ngoại. Hiện tại, cô vẫn dùng chiếc xe cũ hiệu Audi Q8 năm 2020 để phục vụ đi lại. Chiếc xe mới có hai chỗ nên chỉ phù hợp dạo phố hoặc tranh thủ hẹn hò riêng tư với ông xã. Vợ chồng Phạm Thanh Thảo đều có sở thích sưu tập xe. Chồng cô chạy chiếc lý sật LS500 giá hơn 2 tỷ đồng để lo công việc hàng ngày còn khi thư giãn có xe Acura màu đỏ gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh xe riêng, Phạm Thanh Thảo và ông xã sắm một chiếc xe bảy chỗ để gia đình dùng chung và một chiếc xe tải lớn để vận chuyển đồ đạc. Gara nhà cô không đủ chỗ chứa nên hầu hết các xe đều phải để ngoài trời. Chỉ xe hơi hai chỗ được vào gara khi trời chuyển mùa đông. Phạm Thanh Thảo có cuộc sống sung túc ở Mỹ bên ông xã doanh nhân giỏi kiếm tiền. Sau 6 năm kết hôn, vợ chồng cô tích lũy được khối tài sản lớn gồm nhiều bất động sản, xe, du thuyền. Chồng Phạm Thanh Thảo chiều trụng vợ, thích tặng quà đắt đỏ như nhà, xe hơi, kim cương. Hồi đầu năm, cô mới được trồng lì xì một căn nhà và đến ngày 8 tháng 3 lại tặng thêm một căn khác. Cả hai ngôi nhà đều thuộc thành phố Shepifield ở tiểu bang Massachusetts. Vợ chồng Phạm Thanh Thảo sở hữu những chiếc xe có màu sắc nổi bật. Phạm Thanh Thảo cưới doanh nhân Trường Sơn sau đó sang Mỹ định cư vào năm 2015. Chồng cô kinh doanh lĩnh vực bất động sản và xây dựng ở tiểu bang Massachusetts tại xứ cờ hoa, Phạm Thanh Thảo giả từ sự nghiệp ca hát để lần lượt sinh hai con và tập trung chăm sóc tổ ấm. Các con trai của cô lên 4 và 5 tuổi, hiện học mẫu giáo. Thảo Nơ Rê